Thái cùng Trang vượt ngục để thoát án, lãnh đạo yêu cầu truy tìm khẩn. Luật sư của gia đình nạn nhân trong phiên xét xử sáng nay tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của bé, vì cho rằng trưng cầu giám định thương tích chưa hợp lý. Sáng ngày 25 tháng 11, tòa gia đình và người chưa thành niên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành. Tại phiên tòa sáng nay, phần thủ tục phiên tòa, luật sư của gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xử lý Nguyễn Kim Trung Thái về tội giết người. Bởi luật sư cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh, thương tích trước đó của bé Vân An tại bệnh viện. Vì thế cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong khi đó, một luật sư khác đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người liên quan. Trả lời vấn đề trên, đại diện viện kiểm sát cho rằng cơ quan điều tra đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ và kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Do vậy, đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Còn đối với việc phiên tòa vắng mặt một số người liên quan cũng không ảnh hưởng đến phiên xét xử hôm nay. Phiên tòa vẫn được tiếp tục sau khi hội đồng xét xử hội ý với viện kiểm sát. Khai tại tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang liên tục khóc nấc, hai tay bám vào nhau nghẹn giọng, thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Trang thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé, nhốt nạn nhân vào chuồng chó, cùng hàng loạt hành vi khác mang tính tàn bạo. Cáo trạng chỉ rõ từ ngày 7 đến 22 tháng 12 2021, Trang liên tục đánh bé. Có lần bị cáo Trang không cho bé mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh, nhốt vào chuồng chó và bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của bé, thấy vậy nhưng không can ngăn mà còn ủng hộ người bị cáo Trang la mắng, cầm cây đánh con. Khuya ngày 10 tháng 12 2021 đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, bị cáo Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé. Thời điểm này, 22 tháng 12 2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang liên tục đánh bé bằng cây gỗ đạp vào người khiến bé bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Bị cáo không thể hiểu được vì sao mình có hành vi như vậy, bị cáo Trang khóc và nói. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, anh cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, với hành vi xóa dữ liệu camera tại chung cư, bị cáo Thái cho biết việc xóa dữ liệu camera lúc đó vì bé phun rất nhiều vào toilet, còn bản thân bị cáo tinh thần bất ổn, không kiểm soát được hành vi. Với sự việc kể trên, cơ quan điều tra xác định bị cáo Thái đã xóa dữ liệu camera an ninh để che giấu dấu vết Trang đã hành hạ bé, đánh nạn nhân.